Chào anh, hôm nay mình xin hỏi tại sao cái motor này lúc kéo được lúc không kéo được đây, hiện tại không kéo được motor luôn này. Đấy, chẳng may mà mất điện cái mà không kéo cái xích để mở cái cửa này đấy, thấy không? Không phải phải cố một chút tung xuống như này đấy, như này thì nếu khi hỏng xích xong tôi phải cho cửa nó cho cái motor nó chạy lúc dừng lại xong thì lúc này mới kéo được. Lúc đấy các bạn biết tại sao cái mô anh em biết tại sao cái motor này lúc kéo được lúc kéo xích được lúc không kéo xích được đấy, các bạn anh em biết tại sao không? Bạn bình luận cho mình để mình biết cách để sửa cái vấn đề như này. Mình chẳng may là cúp điện cái không ấy được là toang, không kéo được là toang đấy.